Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do có những nội dung chính sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Blogger Nguyễn Lân Thắng bị kết án 6 năm tù giam trong phiên xử kín. An ninh phong tỏa, những người bắt đầu chứng kiến trong khi Hà Nội xử kín blogger Nguyễn Lân Thắng. Luật sư Đặng Đình Mạnh không có mặt theo lệnh triệu tập lần thứ 2 của Công an Long An. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết án 6 năm tù giam và 2 năm quản chế về tội danh tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước theo khoản 1 của Điều 117 Bộ Luật Hình sự do các hoạt động phản biện ôn hòa trên mạng xã hội. Phiên tòa xử kín bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc vào lúc 1 giờ 20 chiều ngày thứ Tư, 12 tháng 4. Chỉ có vợ ông là nhà báo Lê Bích Vượng cùng 4 luật sư được vào phòng xử án. Nhiều thân nhân, bạn bè và giới hoạt động phải quan sát phiên tòa từ khu vực phía xa, trong khi một số người bất đồng chính kiến và thân nhân của tù nhân lương tâm bị quản thúc tại gia hoặc bị an ninh địa phương bám sát khi đi ra ngoài trong thời gian diễn ra phiên tòa. Bà Lê Bích Vượng và ông Thắng bày tỏ với phóng viên Đài Á Châu Tự Do sau khi kết thúc phiên tòa. Cả nhà rất là buồn, mọi người đều tin tưởng là anh Thắng không có tội. Những cái gì anh ấy làm vì muốn thay đổi cho một xã hội tốt đẹp hơn, anh ấy cũng không thừa nhận chống nhà nước. Bà Vượng cho biết phiên tòa diễn ra một cách bình thường, tuy nhiên bà được yêu cầu không được công bố thông tin về diễn biến phiên tòa kín. Nói về khả năng kháng cáo của chồng mình, bà cho biết ông Thắng vẫn còn cân nhắc và sẽ đưa ra quyết định trong 2 tuần tới. Nhà báo tự do Hiếu Ba Linh ở Đức, người quan tâm đến nhân quyền Việt Nam, bình luận với Đài Á Châu Tự Do. Với cái tội danh tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo cái khoản 1 thì cái khung hình phạt của nó là từ 5 năm tù cho đến 12 năm tù. Nhưng mà phiên tòa hôm nay đó xử ông Nguyễn Lân Thắng chỉ có 6 năm tù thì rõ ràng là tương đối là thuộc vào cái mức thấp. Nhưng mà thật ra đó, dẫu cho một ngày tù đối với một người yêu nước như Nguyễn Lân Thắng đó, thì vẫn là một ngày tù oan ức, một ngày tù bất công. Ông cho rằng vì muốn tránh bị bé mặt nên nhà nước Việt Nam đã đem ông Nguyễn Lân Thắng ra xử kín vì ông vô tội và xuất thân từ một gia đình có đóng góp nhiều cho chế độ. Việc xử kín là một bất công khác đối với nhà hoạt động người Hà Nội, nhà báo kỳ cựu này nói. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, cho rằng bản án 6 năm tù đối với ông Nguyễn Lân Thắng là quá đáng và không thể chấp nhận được. Việt Nam đang triệt hạ và bỏ tù một cách có hệ thống mạng lưới các nhà hoạt động chính trị và lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ, dám thực hiện quyền của mình để đòi cải cách và cải thiện đất nước. Người dân Việt Nam sẽ là những người thua cuộc cuối cùng trong trò chơi này khi các bộ máy đảng lợi dụng việc trừng phạt những người tố cáo để nhân đôi nạn tham nhũng thân hữu của đảng cầm quyền. Phóng viên có liên lạc với luật sư Lê Đình Việt, một trong 4 luật sư của ông Nguyễn Lân Thắng để lấy thông tin từ phiên tòa. Tuy nhiên, ông từ chối với lý do không được phép cung cấp thông tin về phiên tòa kín. Sáng 12 tháng 4, Tòa án Nhân dân Hà Nội đem ông Nguyễn Lân Thắng, blogger của Đài Á Châu Tự Do, ra xét xử sơ thẩm. Lực lượng an ninh ở nhiều nơi vẫn đến canh giữ ở trước nhà nhiều người bất đồng chính kiến và gia đình tù nhân lương tâm ở Hà Nội, như các phiên tòa công khai xử người bất đồng chính kiến. Trên trang Facebook cá nhân, ông Lê Hoàng, một thành viên của đội bóng No You, chủ trương chống đường lưỡi bò của Trung Quốc, cho biết có 2 công an khu vực đã đến chốt ở gần nhà ông từ đêm hôm trước trong mưa rét. Tuy nhiên, sáng ra ông vẫn có thể đi làm bình thường, mặc dù luôn có một người lạ mặt bám theo sau lưng. Bà Đỗ Thị Thu, vợ của tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương cho biết, công an Dương Nội cũng cử một người đến canh gần nhà bà từ sớm. Tuy nhiên, bà đã rời khỏi nhà từ sớm để đến gần trụ sở tòa án thành phố ở quận Hoàng Mai, nơi diễn ra phiên tòa kín xử ông Thắng. Bà nói với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại vào lúc gần trưa. Bây giờ là 11 giờ 40 phút rồi, nhưng mà phiên tòa xét xử anh Nguyễn Lân Thắng thì vẫn chưa kết thúc ạ. Sáng nay thì có khoảng gần 50 người mặc quần áo công an, cảnh sát cơ động và mặc quần áo thường phục ạ, đứng quanh khu vực phiên tòa và họ không cho ai được vào tham dự phiên tòa ngoài vợ của anh Nguyễn Lân Thắng ạ và các luật sư. Một số người bị công an canh giữ có thể kể đến như bà Phạm Thị Lân, vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Tường Thụy, cô Nguyễn Thanh Mai, con gái tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Tâm và đại tá quân đội nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, cho dù bà đã rời nhà đi thăm người ốm từ hôm trước. Bà giáo già Trần Thị Thảo ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng cho biết bản thân cũng bị canh giữ bởi dân phòng, cho dù bà đã nhiều lần tuyên bố không đi biểu tình vì tuổi già và bệnh tật
mà chỉ muốn chính quyền Hà Nội tiến bộ về nhân quyền và nhiều vấn đề khác nữa. Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong năm người tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai, vào ngày 12 tháng 4 không có mặt theo lệnh triệu tập lần thứ hai của Công an Long An. Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Long An cho truyền thông nhà nước biết như vừa nêu. Cũng theo cơ quan Cảnh sát điều tra, lệnh triệu tập lần thứ hai đối với luật sư Đặng Đình Mạnh là do có tin báo tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an. Tin báo cho rằng đã phát hiện luật sư Đặng Đình Mạnh có hành vi phát tán trên mạng video clip, hình ảnh, bài viết bị cho có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Trong năm luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai, còn luật sư Đào Kim Lân cũng bị tố cáo như vừa nêu. Vào đầu tháng 3 vừa qua, Công an Long An đã gửi giấy triệu tập lần thứ nhất cho cả năm luật sư trong nhóm. Tuy nhiên, chỉ có hai luật sư Trịnh Vĩnh Phúc và Ngô Thị Hoàng Anh đến Công an Long An làm việc. Đến thời điểm này, theo ghi nhận của Đài Châu Tự Do, không bên nào tiết lộ nội dung của buổi làm việc trên. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.